thoại Ngọc Hầu. Thì như chia sẻ các bạn là về nghiệp vụ anh em mình đó, thì khi mình dẫn khách đi tham quan, đi tour, thì mình đến gần những nơi này á, thì mình nên viếng người đã có công khai phá vùng đất này trước. Cho nên trong cái cụm di tích này đó, gồm có lăng Ngọc Hầu, Điện Bàn Chúa Xứ và chùa Phật Thầy Tây An. Thì cái nơi mình đi đầu tiên nhất là mình đi lăng Ngọc Hầu, bởi vì ông bà tổ tiên chúng ta có câu là tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ. Phải đầu tiên mình phải kính trọng, tôn vinh những cái người mà đã có công khai phá vùng đất này, bởi vì đúng là vị Phật đó là vị thiên liêng phù hộ độ trì, nhưng mà phải có cái người có công khai phá vùng đất này, xây dựng cái nhà rồi mới đưa tượng Phật vô thờ được ha. Cho nên là mình viếng cái lăng ông thọ trước là như thế, sau đó mình mới đi qua cái tín ngưỡng tâm linh, đó là miếu Bà Chúa Xứ, rồi mình về lại chùa Phật Thầy Tây An. Rồi thì ở đây đó là lăng Thoại Hầu, thì chúng ta biết rằng là ông Nguyễn Văn Thoại, tên của ông là ông Nguyễn Văn Thoại, và ông làm chức Ngọc Hầu cho nên được phong tặng là Thoại Ngọc Hầu là như thế, là vừa với cái chức vụ và với tên của ông. Quê gốc ông là vùng Quảng Nam, thì ông có từ thời của Vua Hinh Mạng, khi đó thì Vua Hinh Mạng đã sai ông vào trong đây để trấn giữ vùng đất này, đây gọi là vùng biên cương biên ải giữa Việt Nam ta và nước Campuchia xa xưa. Thì khi vô đây ông khai quang lập ấp, ông trấn giữ cái vùng biên cương biên ải này. Bên cạnh đó thì nhờ công đức rất là lớn, đó là vợ ông. Bởi vì khi đó thì nước Việt Nam ta và nước Campuchia chưa có một cái ranh giới rõ ràng, thì cho nên là nhờ ông quyết tâm, ông đào con kinh vĩnh tế để chia ranh giới Việt Nam ta và Campuchia. Bên này xong là của Việt Nam, bên kia xong đó là của Campuchia. Cho nên trong quá trình mà đào cái đào con kinh đó, thì phải kể đến cái công cái đức rất là lớn của vợ ông, là bởi vì ông là người thúc đẩy, thúc giục những người lính, người dân, người ta đào con kênh này là hoàn toàn bằng tay. Nhưng mà vợ ông có công lớn hơn là bởi vì vợ ông là người lo phép đúc, chăm lo về ăn uống cho người dân, trong cho những người nhân công mà ta làm việc đó. Cho nên khi hoàn tất cái con kênh này xong thì người ta đặt tên là kênh Vĩnh Tế, muốn nhắc có ghép cái tên của bà, bởi vì vợ ông tên là bà Châu Thị Tế đó, cho nên là muốn được cái tên của bà được gắn liền với dòng sông này, nhớ ơn của bà rất là lớn, có công như vậy, cho nên con sông này mang tên là kênh Vĩnh Tế là như thế. Thì khi mà ông vô đây trấn giữ vùng đất này, thì các vị ông bạn biết rằng là ông có một vị tướng, cho nên khi ông mất thì người ta xây dựng lăng tẩm, như nói là tẩm là điện thờ, lăng là mộ. Cho nên bây giờ ở bên dưới đó, từ bên dưới mình đi lên thì mình gặp mộ trước, rồi lên trên đây mình mới gặp là điện thờ, lăng tẩm. Cho nên là cái mộ bên dưới đó thì ngay trung tâm đó thì có hai cái mộ chính, là mộ của ông và mộ của bà vợ chính. Ngày xưa thì anh đã nói rồi, trong thời phong kiến thì trai được năm thê bảy thiếp, cho nên ông có tới hai bà vợ, là cái vợ chính của ông đó, tên là bà Châu Thị Tế, thì được nằm cạnh với ông. Còn cái mộ từ ở trên này mình nhìn xuống bên tay trái nè, đó là mộ bà Trương Thị Miệt, đó là vợ thứ của ông. Cho nên đó là có câu chuyện vui mà anh thường nói đó, tức là đàn ông mới thôi vậy chứ rất là cực khổ các bạn. Cho nên là đàn ông mà nhiều vợ là khổ lắm chứ không có vui xuống gì đâu. Cho nên đó là vợ lẽ đó thì nằm ở cà phòng kế bên cạnh, chỉ có vợ chính mới được nằm cạnh chồng mình thôi. Cho nên cái mộ ở đây đó là mộ của ông Nguyễn Văn Thoại ở cạnh với bà Châu Thị Tế, còn vợ lẽ thì nằm cái mộ phần xa hơn. Cho nên người ta nói rằng là trong cái đêm mà ngủ đó thì bà vợ lẽ bà mới thấy chạnh lòng đi. Bà nói là bây giờ sông lặng nước yên, thuyền kia mà nhớ bến thì chống xào qua chơi. Ông chồng mới thở dài, mới trời ơi thuyền đây thì nhớ lắm ai ơi, nhưng khách đồn quan phủ sao xu được đò. Để bà vợ lớn mới nằm kế bên sao đi được. Cái bà vợ lớn mới tặng hắn mới nói sông kia thì ai cấm ai dò, muốn sang thì nộp đò tuần xong rồi sang, đóng thế cho đó mới qua được. Ông này ông thở dài, mới trời ơi thuyền tôi thì vốn liếng bao nhiêu, nếu mà đóng thế để siêu cột bườm đó. Cái bà vợ nhỏ bà mới nói rằng không buông không bán thì thôi, bán buông mà hết vốn thì bán luôn cái nỗi gì đó. Cho nên là khổ lắm ha, thân trai 12 bên nước không có vui sướng gì đâu đó. Thì các bạn biết rằng là ở đây đó, lăng của ông Thoại đó được xây dựng theo đúng cái kiến trúc về phong thủy của văn hóa phương Đông của Trung Hoa. Như nói là đây lăng ông Thoại thì tựa lưng vô núi, đó là núi núi Sam ha, và hướng ra xa xa thì phía trước đây vẫn có cái hồ nước, và xa hơn nữa là con sông kênh Vĩnh Tế, cho nên là tạo thế minh đường. Cái ngọn núi này tạo thế hậu chẩm, phía trước là tạo thế minh đường, và phía trước đây ở trước khi mình vô mình đâu có đường đi thẳng đâu, mình phải đi hai cửa hai bên. Thì về đình miếu bạo thì người ta gọi là nghi môn ha, còn chùa thì người ta gọi là cổng tam quan ha. Cho nên là cái mình phải dùng túng từ ha, những cái môn, những cái đình, những cái miếu ở đây thì mình gọi là cửa nghi môn, còn mình vô cái chùa rồi này kia thì mình gọi đó là cửa tam quan đó. Thì phía xa đó là phế minh đường, tạo thế minh đường, và hai bên đó là có tả thanh long mẫu và thổ,
và phía trước đây đó thì nãy có nói là không đi được thẳng được đó, là tại vì ở đó người ta có làm một cái bức bình phong gọi là tiền án che chắn cho cái những gì xấu đi vô cái công trình này. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng với anh mình vào trong, mình viếng lăng ông Thoại và cái điện thờ của ông Thoại. Thì ở đây là người ta gọi là ông Thoại nhớ bạn, ông Thoại. Và ở đây chúng ta sẽ viếng được cái tượng của ông, tượng bán thân của ông xây dựng bằng đồng ha, rất là quý. Mình đi một vòng rồi mình ra. Hàng năm mà khi lễ vía ông đó thì người ta làm lớn lắm, tại vì người ta sẽ làm cùng với lễ rước rước tượng bà rồi luôn, cho nên là ở trong đây có kiệu, thì do là người ta cũng mô phỏng theo cái rước kiệu ông để ông, cho nên là ở trong đây các bạn sẽ thấy những cái kiệu đồ này kia là như thế. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong mình viếng ạ. Cho nên đó là có những cái hình ảnh nó liên quan vậy. Ví dụ như phía trước đây có hai vị hộ pháp, thì các bạn thấy là hai vị hộ pháp này có cái dáng dấp của Ấn Độ ha, hình ảnh Ấn Độ. Nhưng mà đặc biệt là trước đây là có hai con voi, một con voi trắng và một con voi đen. Hai con voi ha, voi trắng và voi đen. Trắng và đen tượng trưng cho thiện và ác các bạn. Con voi trắng là tượng trưng cho cái sự là đã được đắc đạo, đã được hoàng. Tức là đã ngộ ra Phật pháp rồi, còn con voi đen là chưa tượng trưng cho sự là chưa có đắc đạo, chưa có ngộ Phật pháp. Nhưng mà con voi trắng này á là nó sáu ngà trong truyền thuyết. Hôm rồi anh có kể về cái truyền thuyết của đạo Phật đó, thì khi hoàng hậu Maya nằm mộng thấy con voi sáu ngà Phật tượng đó hút vào bụng bà, và sau đó là đã thọ thai và sinh ra thái tử Tất Đạt Đa. Thì cái sáu ngà này tượng trưng cho lục căn và lục đạo ha, tức là lục căn đó là tượng trưng cho sáu cái đường, lục độ và lục đạo đó là sáu cái con đường mà để đi đến với cõi niết bàn, đi đến với đắc đạo. Thì gồm có thí dụ như là bố thí nè, tịnh tinh tấn nè, rồi trì giới rồi vân vân, đó là sáu cái phương hướng, sáu cái hướng mà để mà đi đến cái việc đắc đạo. Và lục độ là sáu cảnh giới mà để người ta khi mà người ta trải qua để đắc đạo. Thí dụ như là thiên nè, thần nè, Atula nè, ngã quỷ nè, hay là súc sanh nè, vân vân ha. Thì tức là cái sáu cái ngà đó nó tượng trưng cho lục độ và lục đạo ha. Và chúng ta vô trong đây là chúng ta viếng ngôi chùa này gọi là chùa Phật Thầy Tây An, tức là nơi đây là nơi mà của hòa thượng Đoàn Minh Huyên là người trụ trì của ngôi chùa này. Nhưng mà thầy này được người ta phong tặng, được người ta kính trọng thành là vị Phật, gọi là Phật Thầy Tây An, bởi vì nhờ cái đức độ của thầy và nhờ cái y thuật của thầy. Ngoài cái đức độ tu hành của thầy thì thầy còn có một y thuật giúp cho người dân người ta chữa bệnh nữa, cho nên là ở đây người ta phong tặng cho thầy, tôn trọng thầy, kính trọng thầy là một vị Phật sống, một vị Phật Thầy Tây An. Thì bây giờ các bạn vô trong viếng Phật một vòng, sau đó thì anh đưa các bạn ra phía sau để mình viếng cái mộ của thầy Phật Thầy Tây An. Đó là thầy Đoàn Minh Huyên ha, Đoàn Minh Huyên. Thì thầy về đây tu niệm và có thờ cúng những cái vị Phật ở đây. Nhưng mà mộ của thầy cũng rất đặc biệt, tức là khi mà thầy mất đó thì mộ của thầy cũng không có làm cao sang lớn, và có một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Thì bây giờ mình vào trong viếng Phật trước, xin mời bạn. Rồi mình đi lối này để mình ra viếng mộ của Phật thầy ha. Không sao, nó mang dịp được. Rồi các bạn, đây là mộ của Phật thầy. Chúng ta thấy là mộ của Phật thầy đó là được xây dựng một cách nó rất là đơn giản, rất là đơn giản, và nó cũng hơi đặc biệt đúng không? Thí dụ như nghe nói mộ thì các bạn tưởng tượng rằng là sẽ xây tháp cao lên, hay là có đắp cái mộ ở trên. Nhưng mà mộ của Phật thầy là bằng ở dưới đất như thế, bởi vì cái di nguyện của thầy đó là thầy muốn là khi mà thầy mất đó thì được chôn cất thầy bằng như vậy, là để ở trên mặt đất này có thể trồng được cái gì
thí dụ như là trồng rau, trồng cây, trồng gì đó để cho có ích cho đời, có ích cuộc sống. Và Ngài thấy rằng là cái cuộc sống này chỉ tạm bợ thôi, chết với vĩnh hằng, cho nên là Ngài muốn xây cái mộ của mình bằng như vậy, tức là không có sân si, không có cần cao thấp, không có cần cái gì cao sang hết. Đó là thể hiện một cái đức tính rất là giản dị, rất là tốt của thầy ha. Cho nên là ở đây cũng là một cái điều đặc biệt ở tại mộ thầy Phật tại Tây An. Rồi.